giúp bạn một quy trình tẩy trang đúng cách để loại bỏ tình trạng da sần sùi, làn da trở nên láng mịn hơn và tẩy trang ngay cả khi bạn không trang điểm. Hãy tẩy trang theo các bước cơ bản ở phía dưới đây. Điều đầu tiên bạn cần trả lời câu hỏi là tẩy trang khi nào? Thì thông thường ấy, chúng ta sẽ nên tẩy trang từ khoảng 1 cho đến 2 lần một ngày. Thì thường ấy, là chúng ta sẽ dùng tẩy trang vào buổi tối rồi, vì buổi tối là double cleansing đúng không? Là tẩy trang sau đó sữa rửa mặt. Nhưng tuy nhiên này, vào buổi sáng thì bạn có thể lựa chọn thêm một cái loại tẩy trang dạng nước và dịu nhẹ nữa thay cho việc dùng sữa rửa mặt. Vì rất là nhiều bạn dùng sữa rửa mặt thì da sẽ bị khô, bị căng. Đó thì có thể lựa chọn là từ 1 đến 2 lần trong ngày. Và ngoài ra ấy, thì có một số bạn gặp tình trạng là da đổ dầu nhiều hay mụn nhiều, nhất là vào thời tiết mùa hè, thì các bạn có thể thêm một lần vào buổi trưa với cái loại tẩy trang dịu nhẹ. Các bạn tẩy trang nhẹ nhàng đi, sau đó sẽ thoa dưỡng ẩm, serum, sau đó sẽ bôi lại kem chống nắng thì sẽ hỗ trợ các bạn điều trị mụn hay là giảm tình trạng da sần sùi được tốt hơn. Thứ hai này, đó chính là về việc lựa chọn tẩy trang. Thì thông thường chúng ta sẽ phân ra làm hai cái loại chính thôi. Loại thứ nhất là sẽ dành cho những cái làn da mà chúng ta đang có trang điểm, thì nó sẽ thường là những cái loại dầu hoặc là kem sáp, nó sẽ hỗ trợ là remove hay là đánh bay cái lớp trang điểm chúng ta được tốt hơn. Nhưng cái này thì không, khi mà không trang điểm thì không nên dùng, vì nó có thể gây ra tình trạng bít tắc làn da và bạn sẽ khó lấy đi cái lớp dầu đó, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thì loại thứ hai chúng ta nên sử dụng hàng ngày nếu không có trang điểm, đó chính là tẩy trang dạng nước. Nhưng lưu ý rằng hãy lựa chọn tẩy trang dạng nước dịu nhẹ thôi, vì có rất nhiều loại tẩy trang này dùng cho những bạn mà da khỏe và da nhiều mụn ấy thì lại có chứa cồn đó, và khi chứa cồn như vậy thì sẽ khiến tình trạng da chúng ta rất dễ là bị đỏ rát sau khi rửa mặt xong. Vậy thì ưu tiên một dạng tẩy trang dạng nước và dịu nhẹ, và sau khi tẩy trang xong ấy thì nó vẫn còn cái độ ẩm ở trên làn da, không bị khô, không bị rát. Điều thứ ba là những lưu ý cơ bản khi chúng ta tẩy trang. Đầu tiên, hãy làm thật ướt đẫm cái bề mông tẩy trang nha, tránh là chỉ hơi sơ sơ thôi thì mà chúng ta kỳ cọ lên như vậy khiến da chúng ta rất dễ bị rát. Điều thứ hai này, hãy kỳ cọ theo vùng. Thì thông thường này chúng ta sẽ có thể là vùng mắt này và vùng môi này chúng ta có trang điểm thì chúng ta tẩy trang riêng để tránh cho mascara và son môi nó rơi ra vùng má này, thì nó khiến chúng ta dễ bị nổi mụn. Sau khi tẩy trang xong vùng này thì lấy một miếng bông tẩy trang khác và chúng ta sẽ tẩy trang cho vùng da mặt. Thì chúng ta có thể tẩy trang theo các vùng như là vùng trán này, vùng má này và vùng cằm này. Và khi tẩy trang lưu ý rằng là ướt đẫm miếng bông tẩy trang và chúng ta sẽ xoay tròn nhẹ nhàng hình xoắn ốc như thế này, tránh làm miết quá là mạnh. Cái động tác miết như vậy nó khiến da chúng ta tổn thương và dễ lão hóa. Điều tiếp theo là hãy tẩy đến khi nào miếng bông chúng ta chuyển sang màu trắng thì mới thôi. Tôi thấy rằng có rất là nhiều bạn chúng ta chỉ dùng có một miếng bông tẩy trang thôi, thậm chí là cho cả mắt, cả môi, cả mặt luôn. Điều này cực kỳ là nguy hiểm, bởi vì cái điều này là dù có tẩy trang hàng ngày thì bạn vẫn có thể gặp tình trạng da sần và nổi mụn. Điều quan trọng là gì? Là hãy tẩy trang đến khi nào miếng bông tẩy trang chúng ta chuyển sang cái màu trắng, tức là chúng ta sẽ tẩy trang đâu đó khoảng tầm từ 3 đến 4 miếng bông tẩy trang cho một lần tẩy trang nha. Rồi chị em đang dùng mấy miếng bông tẩy trang một ngày một lần thì hãy comment ở phía dưới chia sẻ với Hương. Cuối cùng là sau khi tẩy trang xong thì có rất là nhiều nơi nói rằng là tẩy trang đó thì không cần thiết phải rửa lại, cứ thế bôi dưỡng luôn. Nhưng thực tế này, đã là sản phẩm tẩy trang làm sạch thì nó sẽ có chất hoạt động bề mặt, và nếu mình lưu giữ cái đó ở trên làn da, nó sẽ khiến da chúng mình rất dễ gặp tình trạng là đỏ, là rát. Vậy thì sau khi tẩy trang xong thì bạn hãy rửa mặt lại bằng cái nước sạch đó, sau đó thì có thể là dùng sữa rửa mặt hay không thì tùy thuộc vào cái thời điểm, nhưng mà sau đó hãy bôi sản phẩm serum và dưỡng ẩm ở phía sau, tránh việc là tẩy trang xong là không rửa mặt lại thì khiến da chúng ta rất dễ kích ứng nha. Rồi trên đây là cái bước tẩy trang, nghe có vẻ đơn giản đúng không, nhưng thực hiện đúng chắc chắn rằng làn da sẽ giảm thiểu rõ rệt cái tình trạng mụn, da sần sùi. Bạn hãy áp dụng thử xem nha.